Dạ, xin kính chào toàn thể quý ông bà cô chú anh chị và các bạn đã đến với video của ngày hôm nay. Lời đầu tiên thì kênh xin gửi đến quý ông bà cô chú anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Trong chương trình ngày hôm nay thì mời quý ông bà cô chú anh chị và các bạn cùng đến với nội dung sau đây. Xuất hiện hình ảnh Hồ Văn Cường đi dép với vẻ ngoài giản dị chạy sâu khiến ai thấy cũng thương. Thưa quý cô bác anh chị và các bạn, hình ảnh Hồ Văn Cường chạy sâu được một khán giả ghi lại thu hút nhiều sự chú ý. Một tài khoản mạng xã hội của một khán giả hâm mộ Hồ Văn Cường mới đây đã đăng tải đoạn clip ghi lại hình ảnh của nam ca sĩ trong lúc di chuyển ra về sau khi hoàn thành liên tiếp 4 show diễn từ Bắc vào Nam trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Trong đoạn clip được đăng tải, Hồ Văn Cường xuất hiện với trang phục đen đơn giản, nam ca sĩ đeo ba lô cũng như đi dép. Vẻ ngoài chân chất bình dị của giọng ca gốc Tiền Giang chiếm trọn tình cảm từ người hâm mộ. Mặc dù đeo khẩu trang để tránh sự chú ý từ những người xung quanh, nhưng với ngoại hình nhỏ nhắn, phong thái điềm tĩnh thì fan dễ dàng nhận ra được rằng đây chính là Hồ Văn Cường. Bên dưới đoạn clip, đông đảo cư dân mạng đã dành lời khen cho Hồ Văn Cường khi vẫn giữ được vẻ chân chất mộc mạc, không xe xua, quần áo hiệu, dù đã là một ca sĩ nổi tiếng. Tuy lên sân khấu, nam ca sĩ luôn xuất hiện với những bộ trang phục vest lịch lãm chỉn chu, nhưng khi rời khỏi ánh đèn sân khấu, Hồ Văn Cường lập tức trở về đúng với vẻ giản dị vốn có của mình. Một số khán giả bình luận: không hiểu sao mỗi lần thấy Cường, trong lòng tôi dâng lên cảm xúc, thương em gì đâu, chắc Cường dễ thương. Tôi thấy cậu bé này sao thấy mến, bố mẹ và cậu bé này tôi đã từng gặp. Thấy thương dáng đi bình dị, chân thật, ngày đầu khi bé đi thi hát được phỏng vấn, lúc đó là nước mắt tôi đã chảy. Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Hồ Văn Cường liên tục chạy sâu ca hát để phục vụ khán giả. Những đêm diễn của nam ca sĩ trẻ luôn nhận được sự ủng hộ, cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả cũng như FC Xanh Đọt Chuối. Ngoài ra trong những đêm diễn khai xuân, giọng ca Bà Năm cũng liên tục được khán giả lên sân khấu lì xì, tặng quà, tiếp thêm động lực giúp Hồ Văn Cường cố gắng nhiều hơn trong sự nghiệp. Một chút mùa xuân ngời trong nắng, hẹn gốc chân em ở cuối đường. Em có nghiêng nghiêng bờ vai xuống để thấy mùa xuân như tóc vương. Một chút mùa xuân còn đứng đợi, em có kịp về giữa phố xa. Nhớ nhé mùa xuân ngân tiếng gọi, ngàn năm em vẫn cứ như là. Em đến gọi hương nồng trong gió, một chút mùa xuân rất tinh khôi. Nắng đến bên em rồi ở trọ, mùa xuân hò hẹn giữa tim người. Vừa rồi là bài thơ Một chút mùa xuân, tác giả Đa Minh Thiên Sa. Mời quý cô bác anh chị và các bạn cùng lắng nghe bài thơ Mùa xuân và em, tác giả Đào Công Điện. Mùa xuân đến, em có là biển rộng, dạt dào kia đâu dở hiểu vô cùng. Hay sông nọ êm đềm em lắng sóng, rút phong trần anh lặng ngập ung dung. Mùa xuân đến, em có mềm như gió, anh đi đâu mãi líu ríu bên chân. Mùa xuân đến, em lại hiền dịu cỏ, nơi biếc xanh anh ngã xuống yên bình. Mùa xuân đến, em có vui như chờ, anh rảo tìm đôi vạt áo thiên thanh. Đang đối ngấu hay em là hàng phở, mặn ngọt chua cay anh hấp hết ngon lành. Mùa xuân đến, em có gầy như mẹ, mười năm ròng thêm thép với chân quê. Thì đã vậy, về làm dâu em nhé, lòng anh thừa chứng chiếu lẫn đam mê. Mùa xuân đến, em có như tổ quốc, vừa thị chung vừa bất trắc khôn lường. Mùa xuân đến, em nhắc anh về đất nước, bắt đầu bình lê đến một mùi hương. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn, MV Người ơi đừng bỏ quê của Hồ Văn Cường được đầu tư chỉnh chu. Sau khi phát hành MV ca nhạc này trên YouTube, nhanh chóng Người ơi đừng bỏ quê đã đạt được thứ hạng cao và lọt vào top trending thịnh hành âm nhạc Việt Nam trên YouTube. Mới đây MV ca nhạc này đã chính thức đạt được cột mốc triệu view. FC Xanh Đọt Chuối của Hồ Văn Cường ở khắp nơi đã rần rần tổ chức họp nhóm mở tiệc ăn mừng vì thành tích này. Cụ thể là vào dịp cuối tuần, các thành viên FC của Hồ Văn Cường đã tổ chức họp fan tại Đà Nẵng và tiếp sau đó là tại Đồng Nai. Thưa quý cô chú anh chị và các bạn, MV Người ơi đừng bỏ quê là câu chuyện nói về những người con vì lý do nào đó mà phải rời bỏ quê hương lên thành phố học tập và làm việc. Và sau một thời gian, những người con xa quê đó cũng đã trở về trong vòng tay yêu thương của gia đình, của cha mẹ, của bà con ở quê. Sau đây là một số chia sẻ của những người con xa xứ
sau khi MV Người ơi đừng bỏ quê của Hồ Văn Cường được phát hành. Chúc mừng con Cường, MV đầu tay Người ơi đừng bỏ quê sau 7 năm theo đuổi đam mê ca hát đã đạt được sự đón nhận của tất cả các khán giả, nhanh chóng lọt vào top thứ hạng cao thịnh hành âm nhạc và đạt được triệu view. Rất biết ơn bác ba Ngọc Sơn, chú Thị, Sơn Hà, cô giáo Oanh, cô Yên, thầy Trí và các diễn viên ekip đoàn làm phim. Cảm ơn tất cả những người luôn thầm lặng đứng sau lưng, thương yêu và ủng hộ con. Cảm ơn tình yêu thương của tất cả các khán giả. Cảm ơn đại gia đình Xanh Độc Chuối đã bỏ công sức bao ngày đêm không ngừng nghỉ để cày cuốc. Cảm ơn con Cường đã tặng một món quà rất ý nghĩa, đã một phần nào nhắc nhở cô và những ai đang xa quê nên nhìn lại và dành thời gian để quay về. Nhịp sống nhanh và vội vã làm cho đôi khi ta quên và thở ơ. Và khi nghe giọng con hát tuyệt vời, ngọt ngào da diết như an ủi bớt phần nào nỗi nhớ nhà nhớ quê. Chúc mừng con ước mơ đã trọn vẹn, một MV rất thành công. Và cô mong ước có được thêm nhiều MV mới trong tương lai. Vui mừng rơi nước mắt vì cuối cùng rồi cũng có được giây phút này. Một người hâm mộ Hồ Văn Cường khác có tên là Tiều Nguyễn ở Hai Ngòi viết: Người ơi đừng bỏ quê, lời đầu tiên mình kính chúc cả nhà có những ngày cuối tuần thật vui vẻ và ấm áp bên gia đình, bên những người thân yêu của mình nhé. Còn mình thì tủi thân và đơn độc khi sống xa nhà xa quê hương, và hầu như đó là cảm giác luôn hiện hữu của những người viễn xứ xa quê. Người ơi đừng bỏ quê mấy ngày nay như một điệp khúc không ngừng nghỉ bên tai mình. Cường đã hát bằng tất cả trái tim mình để hầu mong chương chở hết nỗi lòng của những người ca sĩ, hát thay tiếng gọi hồn sông thiên núi của đất mẹ quê cha, cứ gọi cứ réo cho bước chân mình như muốn chạy về với mái nhà, như muốn chạy về mái nhà quê và giếng nước ao làng luôn và ngay mấy đổi. Một MV được gói gọn 5 phút thôi mà đã phát họa đầy đủ bức tranh nông thôn êm ả, thanh bình, xanh mát long lanh. Từ những nét mặt ngây thơ, nô đùa bên con đê xanh mát, ôi ký ức chợt ùa về với những trò tiêu khiển dân gian. Nào thả diều, thét cào cào, tắm sông và chơi lò cò trong xóm cùng bạn bè, hay vui nhất là chơi trốn tìm hay rượt đuổi cùng nhau. Và chợt vẫn bên tai mẹ gọi ý ới về cho kịp bữa cơm chiều. Một hồi ức đẹp đầy sinh động mà tuổi thơ ở quê ai cũng có. Bức tranh quê thật đến vậy, đẹp đến vậy, cũng đơn giản mộc mạc đến vậy, nhưng đã truyền tải một bức tranh quê hương đầy sống động, đầy tình quê đến với tất cả nhà Xanh Độc Chuối nói riêng và người hâm mộ nói chung. Thì đó là cả một quá trình để con và ekip cùng lên kịch bản, rồi cùng đến nhiều địa phương để khảo sát và tác nghiệp. Nghĩ đến đây thôi, mình thấy thương con quá đỗi cả nhà à. Thương con vì con còn quá trẻ, lại phải thiết kế lên một dự án âm nhạc đầu tay cho mình để đánh dấu một chặng đường hoạt động của con 7 năm nay. Nhưng tiên quyết hơn hết là muốn tri ân đến khán giả của mình đã và luôn đồng hành cùng con. Có lẽ đây là lần đầu tiên con làm một việc mang nhiều cảm giác nhất. Con lo lắng trong từng quyết định của mình và hồi hộp chờ sản phẩm được khai sinh và phát hành công chiếu.